Hello, mình vừa mới xin được một cái loa vi tính, nhìn rất là ngon. Mà nó bị hỏng một số thứ như là thế nào? Theo như chủ cũ thì hỏng cái chiết áp này, hình như chiết áp này bị hỏng này. Đây, cái này vẫn ngon này. Cái này vẫn còn đang dán này các bạn, mặt màn hình này vẫn đang dán nha. Cái gì nữa, loa bị chuột cắn ở cái nào nhỉ? À, cái này, cái loa này bị chuột cắn này, với cả cái cục súp này để ngoài bị nước nó ngấm vào, nó nước nước nó tạt vào, bây giờ nó bị mục cái này lên, cái này phải đổ keo vào. Ôi rồi, ôi mày quá. Màng loa vẫn còn ngon này các bạn. Đấy, nghe bụp bụp. Rồi bây giờ mình sẽ vệ sinh nó trước nha, xong bắt đầu làm bật nó lên để kiểm tra xem là nó bị những cái gì thì để mình khắc phục. Cái súp này vẫn còn nguyên. Nếu mà anten này, anten này không quan trọng. Này là cục súp này ngon đấy. Đa năng luôn đấy. Thứ nhất là vừa nghe nhạc này. Mình mang về để lắp máy tính. Đấy, vừa nghe nhạc là một này. Vừa hát karaoke này, đọc USB thẻ nhớ này, đấy, có màn hình luôn nhá, có cả radio các bạn, radio mới là, như cái này có điều khiển hay sao ấy, nhưng mà ngày xưa chắc là bỏ, có màn này dễ có điều khiển lắm, vì mình thấy có cả cái FM này, anten của radio này, đấy, của Sharp nhá, hàng Sharp thì là chuẩn luôn này, Sharp Nhật Bản là chuẩn luôn này, nghe sướng, đã thế loa nó lại còn là 4 loa vệ tinh đấy, 5 trong 1 rất đẹp. Giờ mình sẽ vệ sinh nó đấy, vệ sinh bây giờ làm sạch đã. Cái loa mà nó bị phồng nước này thì ok mà, dễ mà, mình chỉ cần ép nó xuống, đổ keo 502 vào nó cứng lại như cũ ngay. Đẹp luôn này, đấy chỉ cần lau qua đẹp luôn. Vì là cái loa này anh ấy để một chỗ nên là chuột nó chạy qua chạy lại, may mà nó không cắn mục hết đấy. Đấy, cái chỗ này mình sẽ làm lại này. Xong mình mua cái skin mà mình dán, cái skin mà dán máy tính ấy các bạn. Đấy, chỗ này thì đấy nó bị mục chỗ này này, sẽ ép nó xuống, em đổ keo hai vào là nó cứng lại mà, với cả cũng không cần quá quan trọng về cái vấn đề thẩm mỹ đâu, vì là mình thấy là thế này là ok rồi, quá đẹp rồi. Chỗ nào hỏng thì mình sẽ làm lại thôi. Vẫn trong này vẫn sạch lắm các bạn, nên là khả năng là chuột chưa chui vào đây đâu. Cái này nó có điều khiển, mình sẽ kiếm cái điều khiển nào đấy xem nó có tương thích không. Đấy, đẹp quá. Còn một bộ loa nữa thì mấy hôm nữa mình sẽ mang về tiếp, ông anh ở bên kia ông lại cho tiếp. Đấy, ép nó lên, ép lên nó bắt đầu là nước nó cũng vẫn vào đây, nhưng mà không sao, kể cả mình giữ nguyên cái form như này nó cũng bị nở rồi thì mình vẫn đổ 502 ở đây cho nó cứng lại được, xong rồi mình dán, hoặc là mình sẽ đấy đổ 502 vào cái chỗ mép này để cho nó cứng lại, nó ngăn luôn cái đấy, đấy xong bắt đầu là nước nó không ngấm vào được, dán kín băng dính đây này. Đấy, xong mua skin về dán phủ luôn, rất là đẹp luôn đấy. Lau mình là vệ sinh cái mặt này tháo cái gì nhỉ, nói chung là cũng những cái chỗ tháo
tháo ở mặt ấy, mặt sau, xong rồi tháo cái mạch ra sửa, ví dụ như nó có hỏng hóc ấy. Mặt này theo thời gian thì nó cũng xỉn rồi, vì là cái này chỉ mạ chrome thôi. Quan trọng cái mạch nó còn ngon là được. Rồi, mạch ngon này cắm điện vẫn lên ổn là được. May quá cái dây nguồn này nó vẫn không ảnh hưởng gì các bạn ạ. Đây là loa vệ tinh. Nhìn hay quá. Loa vệ tinh, mấy loa vệ tinh này là hình như chưa bị ảnh hưởng gì cả. Mình thấy sơ sơ là hình như có cái nó cũng hơi vênh vênh vì là nước nó bắn vào. Anh để chỗ cái tủ ngoài sân nên là nước mưa, chắc mưa to nó bắn vào. Này thì chỉ có tạm thời vẫn nghe trước ba loa, sau đó là mình sẽ cắm thêm hoặc là mình lấy mấy cái loa vệ tinh của cái loa cũ của mình cắm sang được, vẫn được. Trong này vẫn là chép của nó đấy, chuẩn đấy. Cái này là phải hàn lại này, đứt rồi này. Nối xong bị xoắn luôn cả dây vào này. Chỗ này thì mở ra kiểu gì nhỉ? Mở ra kiểu gì? Quan trọng là mở ra kiểu gì để chắc là người ta ép dán keo luôn. Mình sẽ tìm hiểu. Bây giờ mình sẽ lau sạch hết đã, sạch tất tần tật đã. Rất may là nó chỉ bị đứt. Cái này là vẫn bị chuột cắn các bạn ạ. Những cái loa đây này, đây là những cái đầu nối bị chuột cắn này. Đấy. À, đây nước nó ngấm này, nước ngấm nó mục này, nó bở luôn ra này. Đấy. Này đổ kem 502 vào cho kính cứng lại luôn. Nước vào tí nó bông luôn này, như kiểu ruốc. Cái này mình phải nhặt gọn thôi. Chỗ này bở rồi mình sẽ cho 502 vào đây. Đấy. Trước tiên là cũng phải lau sạch sẽ đi đã các bạn ạ. Thì muốn làm gì thì làm. Vệ sinh sạch sẽ đi này. Và nhựa.
ok. Bây giờ mình đã lau xong rồi. Giờ mình sẽ kiểm tra xem là những cái gì cần phải khắc phục. Đây là dây AUX này. AUX cắm vào đây này. Còn đây là bốn cái loa này, vệ tinh này. Đây là cắm mic. Cái chiếc áp này khả năng là hỏng rồi. Mình thấy nó cứ lỏng lỏng. Ok. Giờ mình sẽ khắc phục các bạn nha. Mình sẽ sau khi mình khắc phục xong mình sẽ quay clip cho các bạn xem.